Chào các bạn, ở trên tay mình đây là một cái phụ kiện dành cho GoPro 5 Black. Đây thì mình sẽ mở ra để cho các bạn thấy nó là cái gì. Chúng ta sẽ mở cái này ra. Bên trong thì sẽ có một cái túi tôm. Chúng ta để đây đã. Thì đây là một số cái phụ kiện của nó đi kèm này. Mình sẽ bỏ đây nhá. Tiếp theo này. Rồi hết sạch rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với từng cái phụ kiện một. Sau đây thì mình sẽ setup để các bạn thấy cái phụ kiện này nó như thế nào. Thứ nhất là đây một cái phụ kiện này, các bạn dễ hình dung chúng ta có một cái hộp GoPro. Chúng ta sẽ có hộp vừa cho GoPro Hero 5. Sẽ đặt GoPro Hero 5 vào. Thì cái hộp này thì giúp chúng ta khi mà xuống dưới mặt nước, chúng ta có thể chụp ảnh mà một nửa hình ảnh ở dưới nước, còn một nửa hình ảnh còn lại thì ở bên trên mặt nước, chia đường chân trời làm đôi, lấy đường chân trời là mặt nước. Đó, thiết bị nó sẽ như này các bạn. Và thiết bị của chúng ta sẽ bao gồm, khi mà chúng ta để cái GoPro vào đây thì các bạn sẽ có một cái thiết bị, cái này là hỗ trợ. Đây là một cái mouse hỗ trợ để các bạn có thể hỗ trợ bấm ghi. Các bạn chú ý cách thao tác của mình khi mà lắp. Là một chiếc phao bơi. Và chúng ta sẽ có một ốc vít, chúng ta gài vào đây. Bây giờ chúng ta đã có một cái phao bơi. Khi mà chúng ta bơi, chúng ta phải cầm vào đây. Các bạn thấy đây, cái nút ghi hình. Khi mà các bạn muốn ghi hình và chụp thì các bạn không phải đặt tay lên đây nữa. Các bạn cầm này và bóp, nhấn cò, nó sẽ tự động chụp hình. Các bạn thấy không? Đây, cái thiết bị như sau. Và ở đây chúng ta còn có một số cái phụ kiện khác, đó chính là hai cái tấm khăn để các bạn có thể lau để sạch, để chụp cho đẹp. Một cái dây này thì có hai cách. Một cách là các bạn lồng dây vào cái phao bơi để kéo vào tay. Cách khác thì ở ngay ở trên đầu của Go này, chúng ta có một cái để chúng ta có thể lồng. Ở đây chúng ta có một cái vặn vít dành cho GoPro. Các bạn ở đây, tuy nhiên mình vặn bằng tay được thì chúng ta không cần nữa. Ở đây là vặn vít này. Một cái phần này thì nó là một cái phụ kiện, mình phải tháo cái phần phụ kiện này ra và mình lắp lại vào đây. Thì chúng ta sẽ có một cái phụ kiện để chúng ta có thể lắp với các cái, ví dụ như là các cái tay cầm nối dài hoặc là một số cái thiết bị có cái đầu mà dương phần tư để cắm vào đầu âm này. Đây là một cái ngàm đổi dành cho các thiết bị 1/4. Các bạn có thể cho gậy tự sướng vào để chúng ta chụp ảnh xa hơn thay bằng cái việc hơi ngắn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đơn hàng sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập trang web icamera.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn. Anh nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.